Để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycam.com. Kingmansport.vn. Thế giới đồ thể thao Lam không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Rồi, chúng ta sẽ đến với một kèo đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay với 20.000 tỷ để build một đội hình mới. Và ở đây thì rất là tiện khi mà bác chủ có con Steven Guerra của bộ Icon The Moment. Thì tôi sẽ cùng với anh em, cùng với con G8 này build một đội hình của tuyển Anh mạnh vượt tầm tiền cho anh em nhá. Có thể là một của tuyển Anh già cũng được bạn ạ. Nói chung tuyển Anh thì nó cũng rất là nhiều thể loại tuyển Anh, nhưng mà 20.000 tỷ này là một đội hình của tuyển Anh già nghe cũng vui phết. Rồi bắt đầu lên đồ luôn anh em nhá. Rồi cân lương luôn nhá. Vừa đi chợ vừa cân lương cho nó dễ. Hàng tiền vệ có Steven Guerra này. Ok, đây. Con này cộng 3, bác chủ kiếm đâu con G8 cộng 3 nhìn mê phết nhở. Lam sinh cho anh em làm quả 90 vắt lại cho nó già anh em nhá. Ưu tiên form 8 được. Robbie Fowler này đá được không nhở? Ui, thằng Robbie Fowler mùa này chỉ số to vậy. Có khi làm tí nhở anh em nhở. Quả Rooney này anh em chiến nhở. Nếu mà quả già là con Rooney với Owen là được rồi. À, Fowler này limit à? Owen này chạy là cũng dã man đấy nhá. Hoặc là White này. Owen hay là Igon White. Ủa thằng Owen này chạy khiếp nhở. Thằng này mà vào Tingler chạy 140 nó cũng khủng khiếp đấy chứ. Thực ra tuyển Anh trong cái tầm tiền này anh em build khá là dễ nhở. Không phải khó lắm anh em ạ. Michael Owen với Rooney thì cũng là một cặp tiền đạo tuyệt vời đấy. Rồi, làm quả này đi. Rooney với Owen. Một cánh Zoko. Thực ra thằng Zoko này vẫn rất là quen nhá. Đi đâu vẫn thấy thằng Zoko này nó hợp lý. Thì anh em mút con này là ổn này. Bộ ba như vậy nhá. Rồi Owen Rooney chuyển sang form 422 này. Đó, Owen với cả Rooney là được rồi. Hay là Owen HG nhỉ? Đâu Owen HG bao tiền? Mẹ 6.000 tỷ cơ à? Chua quá anh em ơi, 6.000 tỷ hơi chua. Cũng phải đau đầu đấy nhá, nhưng thôi Owen mùa này được rồi. Cặp tiền đạo như thế này thôi là ngon lắm rồi đấy. Câu một cánh đúng không? Thực ra cái tầm tiền này build tuyển Anh nó rất vừa vặn nhá. Cái form tiền nó rất là đẹp, 20.000 tỷ này. Owen HG thì nó cũng ngon nhưng mà tôi sợ đéo đủ tiền thôi chứ. Rio Fer à? Có Sean Campbell này, có Leddy King này, và có Rio Ferdinand này. Con King HG này mua được thì cũng rất thơm nhá. Chỉ sợ không mua được thôi. Tôi rất là thích con đá của Leddy King. Và lại chạy rất nhanh các bạn ạ. Nhìn King HG mà mua được thì tôi nghĩ anh em nên mua King HG nhá. Nhưng mà nó đéo mua được thôi chứ. Tôi đành phải lấy con Hero. Sau đó anh em có thể làm một con Rio Fer cũng được. Tầm tiền không biết là còn bao nhiêu. Thực ra thì Fer lấy của mùa DOTB thôi cũng được. Rẻ đi một chút. Mua Min 2009. Thôi lấy con này thôi nhỉ, hay lấy LL nhỉ? LL tôi sợ đéo đủ tiền ý. Tầm này hơn 4.000 mẹ, 4.300 tỷ rồi. Cặp trung vệ thì nó hơi căng nhỉ. Cặp trung vệ 6.000 à? Fer. Lady King. Rồi bác ngồi đây với em ạ. Livestream vui vẻ. Live vui điên luôn mà, ok em cảm bác nhiều nha. Bây giờ cần một con tuyến giữa và một con chạy cánh nữa anh em ơi. Sẽ tuyến giữa nào. Ồ, có Bách à? Lampard à? Ôi, Lampard mùa này là bú được ấy chứ nhở. Lampard HG nó là mê điên luôn ấy chứ. Mút. Thế là một con Bách và một con ấy là đẹp anh em nhở. Bách này 3.000. Miner à? Thằng Miner này vào đá thì cũng được ấy. Nhưng mà bỏ Miner thì chảnh bỏ Lampard à? Lampard thôi, anh em lấy Lampard này hoặc Posco này. Đây thì tôi nghĩ là Lampard với G8 đá tuyến giữa vậy. Lampard HG là ngon điên luôn gì à. Chúa luôn. Sau đó một bên là dô câu và một bên thì anh em mình làm quả bách là được rồi. Đó, cột cá là như này anh em nhá. Dư 800 à? 800 thì các bạn vẫn đủ để anh em mua cánh các thứ. Nếu mà có tiền thì anh em thể mua thêm như kiểu Asnico này 1.800 này. Nhưng mà mình nghĩ là ít lực thôi, anh em mình bóp lại cũng được. Con câu này đắt thế nhở? Con này 200 này. Asnico 200 này. Bên phải có Walker 8 à? Đắt thế nhở? Trẻ này, làm tí trẻ cũng được các bạn. Làm tí trẻ đá cho happy vui vẻ cũng được. Nhá. Răng với Astico nhá. Gary review nó to quá anh em ạ. Không có tiền mua. Review 2.000 mấy trăm tỷ mẹ thằng điên nào nó mua ạ. Tôi nghĩ anh em lấy tí trẻ đã cũng được rồi. Trẻ nó chạy nhanh mà. Và Tingler trẻ chạy gần 130. Với một hậu vệ như thế là đủ các bạn nhá. Ngoài ra có Walker nhưng mà tôi thích Walker hơn đấy. Nhưng mà Walker nó đắt quá. Thằng này 1.000 tỷ mua BTB cơ. Bây giờ đang bóp tiền lại sợ đéo đủ. Sau đó làm con GK nữa là xong. Như kiểu Zoh này là vua rồi. Đẹp nhỉ. Còn hơn trăm để mặc cả, sợ đéo đủ tiền nhỉ. Tầm này hơn trăm để mặc cả sợ còn không đủ nha. Phải giảm tí đi đấy anh em ạ. Tầm này phải giảm tí đi, nhưng cái form này nó vẫn đẹp nhỉ anh em nhỉ. Form này vẫn mê nhỉ. Giờ xem nào, giảm ai để có tiền để mặc cả đây nhỉ. Ôi mẹ, đéo biết giảm ai luôn mà. Hay là giảm Fer nhỉ. Giảm Fer đi anh em ạ. Ok, đổi King, HG King không mua nổi. Em cả bác giấu nhiều ạ. King mà mua được HG thì nó là món quà luôn đấy. Thằng này không mua nổi, bây giờ mua không về được. Anh em hiểu không? Con này mà mua được thì giảm được đống tiền đấy nhỉ. Thế thôi anh em mình mua Fer sau nhá. Còn đâu mình mua dự bị đi. Đây mình lưng lại giá này anh em, nó đang đẩy giá lên khá cao nhá.
Dô câu này, mình phải đẩy giá lên anh em ạ. Chứ không nó đéo bán đâu, thằng này 230 nhá. Thằng này đẩy giá mắc một tí thôi, đấy còn 4.000 tỷ. Sau khi mua xong thì anh em mua con CB khác được. Thực ra đối với mình thì một con CB thì anh em mình có thể nhẹ nhàng đi một chút cũng chả sao đâu. Thì cái tầm tiền rẻ hơn có thể lấy con phơ này này, hoặc lấy con Song Campbell cũng được. Tùy nhá, tùy anh em có thể giảm đi một tí. Thực ra Song Campbell đã ngon mà. Lady King và Song Campbell mình đá khá là thích ở cái team color của Tottenham đấy chứ. Phơ này 5.000 thì nó hơi cao một tí. Không thì anh em mình giảm bình BTB thôi, đấy 2.900. Phơ BTB thì nó cũng rẻ rồi. Đó như này anh em nhá. Cái form nó như này. Nếu form BTB thì phơ kiểu này thôi. Đó, phơ này anh em ạ. Ủa tính ra dư cũng lương chả mấy mà anh em. Một đội hình này dư có 4 lương thôi, thoải mái. Rio là được rồi mà anh em. Cái form cơ bản sẽ là như thế này anh em nhá. Cũng chả lấn cấn cái gì đâu anh em ạ. Một đội hình kiểu tuyển anh già anh em nhá. Tuyển anh này cũng phải tầm đâu đó khoảng U40 trở lên rồi. U40, U50. Nếu mà anh em thêm lực thì có thể lên con câu to lên và con cánh này to lên thôi. Còn cơ bản những cái vị trí tôi thấy đều là đẹp rồi đấy. Thế nhá, tôi nghĩ là đẹp rồi đấy. Còn 1 tỷ đấy anh em mình nhờ mặc cả. Và cũng có thể mua thêm 1-2 con dự bị cũng được. Dự bị thì cũng có nhiều lựa chọn đấy. Anh em có thể làm một con tầm 1.000 tỷ như kiểu Peter Crouch à. Thằng Alan này mua được thì ngon nhỉ. Đặt mẹ Alan HG này. Về thì về mà đéo về thì thôi. Rồi anh em ơi, mình làm một cái ăn nữa nhá. Shop thẻ 365.com, web bán thẻ chiết khấu cao lên tới 7%. Anh em còn có thể đổi cả thẻ cao sang tiền mặt một cách an toàn và uy tín nhất. Link chi tiết dưới phần mô tả. Rồi, sau một ngày trở lại thì siêu đội hình của tuyển Anh của chúng ta đã về vô cùng đầy đủ rồi. Steven Gerrard của mùa Ai Cần Giờ Moment đặt nền móng cho đội hình này và các vệ tinh. Nhìn nó tuyệt phẩm thật. Lampard HG8 sẽ đá bên cạnh Steven Gerrard. Và nhìn qua chỉ số của hai thằng này thì sao? Ui, thằng này sút xa lực sút 139. Lampard thì 137, 136. Phải cả đái, thật hay thằng này FD thì ai đỡ nổi nhờ anh em nhờ. Bên phải có Beckham và bên trái là Joko. Cặp tiền đạo sẽ là Michael Owen và Wayne Rooney. Nói chung là những con người này cũng đều là những con người thế hệ vàng luôn rồi đấy anh em ạ. Rio Fer sẽ cùng với Neddy King là cặp trung vệ. Bên trái là Ashley Cole với bên phải là anh trẻ. Vị trí gác đền là Trafford. Đáng nhẽ ở đây là Joe Hart là đẹp hơn nhá. Ở dưới thì chúng ta có thêm con Alan anh em ạ. Được thêm con Alan của mùa HG thì cũng tương đối là ok để anh em có thể có một phương án dự phòng nhá. Nói chung thế là đẹp rồi. Tuyển Anh gần như là mắc binh nhất dành cho anh em. Và đây là một hình của tuyển Anh già nhá. Rồi đá thôi anh em ơi. Chúng ta sẽ đến với những sự trải nghiệm. Tiền đâu? Mày đi đâu? Qua tao gần như điều không thể. Qua tao điều không thể luôn đấy. Wayne Rooney. Quả FD là chết. Ơ à, lút bị làm sao nhỉ? Sao quả đấy không rút nhỉ? Trẻ Joko. Ủa là bắn tỉa kìa. Thằng Joko này đá hay ghê nhỉ anh em nhỉ. Nó tỉa được quả bóng như vậy thì chịu rồi. La pass. Mày đỡ. Cày thế nhở. Không. Ây à. Lady King ơi cứu tú đi. Lady King ơi. Má cày thế nhở. Mày đỡ. Vẫn đỡ được. Chỉ cần anh em muốn gì là có em hết. Cô gửi âm Milan qua FB anh rồi ạ. Nào rảnh A vào xem bắt bệnh dùng em với Thanh A tu. Ok, cảm ơn em Hình Hòa nhá. G8. Mê nhờ cái đội hình này ZD vua luôn ấy. Khả năng em phải bem qua PES 5 anh Tú ạ. Phải bem thôi em ơi, phải bem thôi. Cứ qua shop tay cầm mà bem. Đó là Wayne Rooney đấy anh em ơi, nó sút quả bóng kìa. Tím mặt luôn. Sợ. Anh em theo đối bây giờ run cầm cập luôn mà. Còn mẹ gì nhầm ngôn kìa. Phục Du sút hay ghê nhở. Thôi quả kèo này hoảng rồi. À chậm 3.5 đi luôn ạ. Ở khi này còn một bàn thì khó quá anh em ạ. Khó thật. Chưa đâu. Hai bàn tôi vẫn lo được đấy. Anh em theo đuổi sáng rực trời á. Chưa sáng đâu nha. Vẫn chưa sáng đâu nha. Hơi tối đấy. Dễ nhân kẹo em. Em ăn kẹo được. Em chơi tay cầm được. Nhưng mà có gì khó đâu.
Không có thiết bị chơi game đâu. Mày chơi phím được, sao không cho tay cầm được nhở? Khó hiểu. Thứ bóng đá kìa, thứ bóng đá nó dí đến tận gôn luôn mà. Giờ tất cả anh em theo đối, tôi sẽ ship cho anh em một cái bình oxy để anh em thở những phút còn lại. Hay quá nhờ. Rooney. Má mày ở kia. Rooney. Còn đây tuổi, còn đây tuổi. Owen. Rooney. Ơ kìa. Không thể hiểu nổi. Ăn hộ tao cái. Và đó là thầy Lâm. Một pha dứt điểm rất nhanh gọn nha. Hôm nào anh em cho anh em xem quả bóng. Con mẹ này đá hay đấy nhở. Thế từ vẫn lo được nhá. Hòa đã rồi lo tiếp. Ra mưa khóc để chơi xấu lại buồn à. Thằng này đã được ấy nha, thằng này đã được ấy nha. Vỡ đầu mày. Tí nữa phải vài pha FD vào đầu nữa đấy. Được chưa anh em? Tôi trở lại rồi đấy, tôi trở lại rồi. Giờ phải có set tennis thật. Chưa đủ full sao? À! Mẹ mày hở gái lại FD được nhờ. Được quá đấy. Rồi đây. Mày đỡ. Pha FD này phải vào đầu. Michael Owen. Sút quả dã man nhờ. Mày FD vào tao. Mày FD. Cứu được quả bóng như vậy luôn mà anh em. Sợ nhờ quả cứu quả bóng kìa. Dã man con ngan luôn. Cứu quả bóng đỉnh của chóp thật sự. À! Sút vào FD vào đầu luôn á. Cái gì vậy thằng thủ môn? Cái gì đây? Giống trận trước thế nhở? Này biết chơi phết thế nhở? Con mẹ mà tôn FCC8 luôn cơ. Ghê vậy. Không vào được kìa. Rồi ok. G8. Vẫn lo được nha anh em. Không thể thua những cái trận đấu như thế này được. Rồi ok. Ra trận này hai bàn cách biệt nó mỏng tang luôn ý. Thật sự anh em nó mỏng tang luôn mà. Nó mỏng tang luôn mà. Một pha FD vỡ đầu. Từ bao giờ chuyên nghiệp đã căng vậy. Thực ra đầu mùa nhiều khi nó đá vẫn tốt mà anh em. Mấy thằng này nó tinh anh nó vẫn đá ở đây mà anh em. Đi đâu. Đi được đâu vậy. Đi được đâu. Còn mẹ thằng Tài này. Thổi ngu như con bò. Bruh.
La Paz. Bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi, đơn giản thôi, đá đơn giản thôi nào. Xuống. Vị xuống lại ai chả biết. Ây à. Con mẹ mày lùng ca lùng cùng nhờ. Mày đá đi thật đấy. Rồi đây rồi, đây. Kết thúc nào. Michael Owen. Ủa mày thế à rồi. Vãi lìn vẫn có bàn. Quả đấy tí sút ra ngoài nha. Đối đáng được anh ạ. Đối bóng đá tốt đấy, kiểm soát được ấy.